Và ngay vào lúc này đây thì Tùng và Quỳnh xin được phép mời tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại quảng trường Fidel cùng với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình mà mở màn sẽ là một trong những tiết mục được xem là màn biểu diễn và đối thoại kinh điển của âm nhạc Trịnh Công Sơn với phần tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, đồng thời cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình Khúc ca Hòa bình ngày hôm nay tại Quảng Trị. Và điều đặc biệt hơn cả đó chính là, Quỳnh biết không, mặc dù gặp rất là nhiều những biến cố về mặt sức khỏe, nhưng mà nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn hết sức cố gắng để có thể góp mặt trong chương trình ngày hôm nay để đưa đến với quý vị một trong những bài hòa ca đẹp nhất về nhạc Trịnh, đó chính là bản Hà Trắng. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là trong đêm nay thì nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ cùng biểu diễn với con gái mình, đó là nghệ sĩ trẻ An Trần, như một sự nối tiếp nhau về thế hệ trong nghệ thuật và âm nhạc, và đó cũng chính là những ý nghĩa về hòa bình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần biểu diễn đặc biệt này.